Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân mua và sử dụng muối iốt do Bộ Y tế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức. Phòng chống các rối loạn do thiếu hụt iốt thông qua việc sử dụng thường xuyên muối iốt và các chế phẩm có iốt đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thiếu hụt iốt dẫn đến cơ thể và trí não kém phát triển. Năm 2005, Việt Nam đã hoàn thành việc thanh toán các rối loạn thiếu iốt ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các hoạt động của chương trình quốc gia phòng chống rối loạn thiếu hụt iốt không còn là chương trình mục tiêu quốc gia nữa. Theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê, năm 2011, độ phủ muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh chỉ đạt 45,1%. Hiện nay thì theo điều tra của Bệnh viện Nội tiết, thì chúng tôi thấy rằng là nguy cơ cao nhất lại là xảy ra ở vùng đồng bằng ven biển, đấy là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Thậm chí ngay cả những vùng ở miền núi phía Bắc thì tỷ lệ sử dụng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh cũng không đạt được yêu cầu. Để đạt mục tiêu kiểm soát bền vững phòng chống các rối loạn do thiếu iốt ở Việt Nam là một thách thức to lớn, đòi hỏi phải duy trì nỗ lực và cam kết chính trị cao. Tại lễ meeting, Bộ Y tế kêu gọi các bộ ngành, các cấp chính quyền địa phương đồng thuận cam kết đầu tư để đảm bảo cho tất cả người dân Việt Nam có đủ lượng iốt cần thiết phòng chống bệnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội kêu gọi chị em thủ đô mua và sử dụng các chế phẩm có iốt để góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sáng nay, hội nghị thường niên đầu tiên về du lịch có trách nhiệm đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động của dự án chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội, được gọi tắt là dự án EU. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức rất lớn trong việc quản lý hữu hiệu các sản phẩm du lịch, sao cho cân xứng với mức tăng trưởng của lượng khách, đảm bảo mức độ hài lòng của khách và quản lý du lịch vì lợi ích của cộng đồng. Tình trạng phát triển quá nóng hoặc không đồng đều gây ô nhiễm môi trường và khách du lịch không tôn trọng nền văn hóa bản địa là nguy cơ hiện hữu khiến du lịch Việt Nam phát triển thiếu bền vững. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do việc phát triển du lịch có trách nhiệm chưa được nhận thức đầy đủ. Tổ chức Du lịch Thế giới cũng khẳng định là du lịch có trách nhiệm là một trong một nhân tố để đảm bảo phát triển du lịch bền vững. Và đây cũng là xu hướng mới của việc phát triển của các ngành kinh tế nói chung và du lịch nói riêng. Như vậy là bên cạnh tăng tốc tăng trưởng thì chúng ta lưu ý vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, di sản, di tích và đặc biệt là ý thức về chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành và cũng như sự nhận thức của người dân. Trọng tâm của hội nghị lần này là nâng cao nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam dựa trên nền tảng của các nguyên tắc về môi trường và xã hội. Đây là cơ hội cho các đối tác trong ngành du lịch nhóm họp để hình thành một đường hướng phát triển bởi các mục tiêu có trách nhiệm mà không làm ảnh hưởng tới sự toàn vẹn về môi trường và văn hóa, vốn có đặc thù độc đáo và dễ bị tổn thương. Thông qua hội nghị, dự án EU nhắm tới mối quan hệ gắn kết mạnh mẽ giữa khu vực nhà nước, tư nhân và các cộng đồng, tất cả cùng chia sẻ một tầm nhìn và hiểu biết về du lịch có trách nhiệm. Từ đó, cung cấp một nền tảng cho mạng lưới du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô và bắt giữ hơn 5,6 nghìn con gia cầm không rõ nguồn gốc. Xe ô tô khách biển kiểm soát 74K8681 do Phan Đức Thắng, trú tại khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển theo hướng Bắc Nam. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở 5.600 con gia cầm, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy phép vận chuyển và nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Theo khai nhận ban đầu, số hàng trên được vận chuyển từ Hà Nội vào ngã ba Cam Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để tiêu thụ. Lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe chở thêm 48 bộ ly thủy tinh do Trung Quốc sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ. Toàn bộ số gia cầm được bàn giao cho Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đưa đi tiêu hủy. Thưa quý vị, chỉ còn 3 ngày nữa, hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 9 gọi tắt là ASEM sẽ khai mạc tại thủ đô Viên Chăn của Lào. Ngoài nội dung hội nghị, thủ đô Viên Chăn đã nỗ lực chuẩn bị hạ tầng cơ sở tốt nhất để đón chào các đại biểu đến từ hai châu lục. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào. Trong những ngày này, trên các đại lộ Lạng Sạng, Suphanuvong, Cai Sòm Phong Vi Hẳn cho đến những con phố nhỏ của Viên Chăn nhộn nhịp hơn bình thường. Ở đâu cũng tràn ngập màu sắc của cờ, băng rôn khẩu hiệu chào mừng hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 9.
mọi cơ sở hạ tầng và dự án phục vụ cho hội nghị như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi tổ chức hội nghị, khu biệt thự ASEM, nơi ở của các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, các khách sạn đã được sửa sang nâng cấp để phục vụ đại biểu, ô tô và mô tô hộ tống, phục vụ các trường đoàn và đoàn đại biểu tham dự ASEM đều đã sẵn sàng. Trung tâm báo chí đã được chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết như kết nối Internet, vệ tinh. ASEM 9 là cơ hội tốt để Lào nêu cao vai trò và uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời giới thiệu chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác của Lào. Bên cạnh đó, ASEM 9 cũng là dịp để Lào góp phần vào việc khuyến khích và bảo vệ hòa bình, ổn định ở châu Á, châu Âu và trên thế giới, tăng cường hợp tác và tăng cường kết nối kinh tế với châu Á và châu Âu nhằm khuyến khích xuất khẩu của Lào, thu hút thêm đầu tư, thu hút sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật, công nghệ cũng như những bài học kinh nghiệm để phát triển đất nước. Ngay sau khi cơn bão Sandy đi qua, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa là đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Thống đốc Mitt Romney đã nối lại các chiến dịch vận động tranh cử nước rút trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống. Càng đến gần thời điểm bầu cử, hai ứng cử viên càng đưa ra các cam kết cũng như tiếp tục công kích chính sách của nhau. Phát biểu khi đi vận động tranh cử tại bang Virginia, ứng cử viên Romney cho rằng Tổng thống Obama là người chủ trương mở rộng bộ máy công kênh của chính phủ. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và tôi nghĩ các bạn biết điều đó. Tôi cho rằng nước Mỹ cần sự thay đổi thực sự và đó cũng là cam kết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm điều đó cho người dân Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Obama lại chỉ trích đề xuất giảm thiểu các quy định đối với ngành ngân hàng cũng như các giảm thuế cho người giàu, cho rằng các chính sách này sẽ đi vào vết xe đổ, gây ra những vấn đề kinh tế mà ông đã phải thừa hưởng khi lên nắm quyền hồi năm 2009. Ngài cựu thống đốc Romney đã sử dụng hết năng lực của một nhà doanh nghiệp để đưa ra các chính sách vốn đẩy nền kinh tế của chúng ta rơi vào thảm cảnh, mà chúng tôi đã phải dọn dẹp lại chúng sau đó suốt 4 năm. Thế mà ông ấy coi đó là sự thay đổi. Hiện cuộc đua vào Nhà Trắng vẫn còn rất khó đoán định khi kết quả thăm dò dư luận hàng ngày do Reuters và Ipsos tiến hành công bố ngày 1 tháng 11 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Obama chỉ cao hơn đối thủ Romney 1% là 47% so với 46%. Trong số 26% cử tri đã bỏ phiếu sớm, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Obama là 52%, cao hơn 9% so với tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Romney. Sau 3 ngày đóng cửa do siêu bão Sandy, hôm qua trụ sở chính của Liên Hợp Quốc đặt tại thành phố New York, Mỹ đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, nhiều bộ phận vẫn chưa thể làm việc bình thường do rất nhiều khu vực lân cận vẫn còn bị mất điện. Theo các nhân viên Liên Hợp Quốc, do nằm sát mép nước sông Đông nên tòa nhà chính của Liên Hợp Quốc đang trong giai đoạn sửa chữa, đã bị hư hại rất nặng nề. Nước sông tràn vào các tầng hầm, làm hỏng hệ thống cung cấp điện nước và khu vực in ấn, khiến một số công văn giấy tờ bị hư hỏng và thất lạc. Lối vào ở ngay tòa nhà của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bị hư hỏng. Chúng tôi đã phải sửa chữa nó. Hy vọng cơ sở hạ tầng của các tòa nhà sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù chưa thể trở lại hoạt động một cách đầy đủ như trước, song các nhân viên Liên Hợp Quốc cảm thấy rất hài lòng về tiến độ sửa chữa. Ngay sau khi bão tan vào sáng 31 tháng 10, chúng tôi đã có những nỗ lực tuyệt vời để đưa Hội đồng Bảo an hoạt động trở lại vào ngay ngày hôm sau. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã liên lạc với chính quyền một số quốc gia vùng Caribe, nơi siêu bão Sandy đã đi qua, gây thiệt hại lớn về người và của cho các quốc gia này, đồng thời cam kết Liên Hợp Quốc sẽ có những trợ giúp thỏa đáng, đặc biệt đối với Haiti. Ông cũng kêu gọi nhân viên dưới quyền nỗ lực đóng góp công sức để sớm đưa hoạt động của Liên Hợp Quốc trở lại bình thường. Theo những thông tin mới công bố, Ngân hàng Trung ương Anh gọi tắt là BOE sẽ lùi thời gian tiến hành thêm gói nới lỏng định lượng gọi tắt là QE sang đầu năm tới, sau khi những số liệu có phần tích cực trong thời gian gần đây khiến nhiều chuyên gia kinh tế ngừng kêu gọi BOE đưa thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ trong tháng 11 năm 2012. Đến nay, BOE đã bơm 375 tỷ bảng, tương đương 603 tỷ đô la Mỹ vào thị trường thông qua chương trình nới lỏng định lượng. Và cho đến trước khi có thống kê cho thấy nền kinh tế này hồi phục tốt hơn kỳ vọng trong quý 3, thì các chuyên gia vẫn dự kiến BOE sẽ bơm thêm tiền. Theo một khảo sát của hãng tin Reuters trong tuần này, nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng BOE sẽ chi thêm 50 tỷ bảng để mua trái phiếu chính phủ, nhưng không phải trong thời điểm hiện nay mà sẽ lùi sang quý đầu năm tới.
Hiện có 40% cơ hội, Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc BOE sẽ hành động ngay trong tháng 11, giảm so với mức 60% trong cuộc khảo sát điều tra ngày 19 tháng 10. Một số chuyên gia cho rằng không có nhiều hy vọng cơ quan này sẽ mở rộng gói nới lỏng định lượng trong cuộc họp tháng 11 năm 2012. Còn một số khác dự đoán, tổng gói QE chắc chắn sẽ lên đến 500 tỷ bảng, tương đương khoảng 1/3 tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước Anh. Kinh tế Anh đã tăng trưởng 1% trong quý 3, vượt mức dự đoán chỉ tăng 0,6% vào thời điểm London tổ chức Thế vận hội Olympic 2012, và số ngày làm việc kéo dài đã giúp sản lượng kinh tế Anh tăng đáng kể. Theo Liên đoàn Công nghiệp Anh, kinh tế xứ sở sương mù sẽ tăng 1,4% trong năm tới, sau năm 2012 được dự đoán có khả năng tăng trưởng âm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Truyền hình Thông Tấn.